Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái con gà VIP 6 ở server 1324 Hán Vũ Đế luôn. Và mình sẽ xem cái điểm danh nó đã được 193 ngày rồi, đẹp ơi, sắp 200 ngày, 193 ngày thôi. Và nạp được 4.280k. Hiện tại đang có bot link server Kinh Đào Hải Lại. Kinh Đào Thả Lại, đây lâu lắm luôn rồi tôi mới vô chức năng bot link server để đó này. Cái chỉnh X1 luôn, mát BK không phải chỉnh ha. Coi đàm dữ không? Đàm bot thấy vô đó anh em, đàm bot thấy vô nha, vô 11.000 luôn, ghê đó. Động viên này không biết có lực hay không mà mình thấy đàm gián tiếp cũng có đó anh em. Bot thì nó không thể nào giết được mình. Ok, mình sẽ tìm một ông nào đó mình đọc cái đây ha. Đọc Hoàng Trung hả? Trời ơi, ông Hoàng Trung xong tôi rồi. Hoàng Trung ông chính thôi hả? Liên server gặp mấy ông level thấp đồ này kia thành sướng á. Kìa, con Kiều quýnh mình nổ bom lôi là anh em hiểu rồi chứ. Con Tiểu Kiều nó quýnh mình nổ bom lôi là biết mấy ông đó ông yếu cỡ nào rồi. Cụm này hơi mạnh, với lại ạc đó hình như ạc ở lon thì phải. Sao mà tới sao mà có thể mới cộng chính thôi ta, cái quần chung có thể là cả lo. Nhưng bây giờ mình sẽ vô tới con ạc chính đã. Men thì men đôm nha anh em, men đôm thức tỉnh full 9 sao rồi nè đó. Thằng bên cộng 75, 3 món kim 1 món cam, ổ lộn 3 món đỏ 1 món kim. tôi đọc lộn hay thiệt chứ. Rồi pháp bảo thì ổ lộn bảo vật thì đang ăn một cái kim cái đỏ, ngựa tinh vùng lôi, danh tướng cao tiệm, chiến pháp quen đường xảo biến, võ thánh quen vũ phi thăng 1. Đó, thằng binh cộng 68, một set kim bảo vật kim ngựa thiên ngô văn rồi nha, thiên rồi nha. Đó, danh tướng hàng tính, chiến pháp dư quy và cường công. Động quyền nghiến biền 4 này thì không có đồ luôn em. Đá gì đá gì đây, đá gián tiếp 40% đó. Bây giờ hiện tại là cho con động quyền phụ đam, còn sau này lên niết bàn 5 thì nhớ cho nó đam chính nha, nhớ cho nó đam chính nha em, chứ không thôi là mệt à. Không thể nào mà con võ thánh nó mạnh bằng đóng nguyên được. Rồi con Kiều thì con có gì, sổ thì 4 sổ điều luôn nè, phiếu 4 nó cũng gọn nhẹ ha. Đó đây, đúng rồi võ thánh này sổ này lột chọc, tôi tưởng nó có lục châu rồi đó chứ, nhưng mà chưa có con lục châu rồi đâu, lục châu mới có không ảnh luôn à. Rồi cuối cùng là sổ của quân nhân vật cũng là 4 luôn. Rồi mình sẽ qua tẩy luyện của đam chính kia coi ảnh như thế nào đây. Có siêu phẩm không? HP 38%, pháp phòng, rồi giác phong pháp phòng B nữa. Đối với con võ thánh thì HP nó ngon hơn công đó nè, HP nó mạnh hơn công nữa đó, cho nên máu càng nhiều thì võ thánh nó sẽ càng mạnh, công thì chỉ đâu đó được 7 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái tẩy luyện của thằng bảo vật này coi như thế nào. Công 20% chính xác, HP luôn công luôn, né tránh luôn, con hạt này tổng hợp những dòng HP đâu thấy, mình thấy đâu đó bốn dòng HP. Thằng võ thiên la tản phong thiên ngắn túi càn khôn chỉ liên kiếm, cái số nghề này thằng võ này ok nha, không có bị không có gọi là không có nhân phẩm. Thẻ biến hình của chúng ta thì đang có rất là nhiều đây nè, đó cũng nhiều lắm đó, không nhiều lắm anh em, 5 cái đỏ và 2 cái cam thôi. Cẩm nan sẽ quyết định một cái hiệp lực. Rồi tham lan có quan vũ hết rồi, cuối cùng mình sẽ đi qua cái phần mệnh tính thi tam chính dân quá dân quê. Ôi trời ơi, võ thánh mà xài dân quá dân quê, chết chỉ là mệnh tính không có anh em ạ. Rồi mình xin cái phần tướng, trước khi vô phần tướng anh em nhấn like và đăng ký kênh với mình nha anh em, cảm ơn anh em nhiều nha. Bây giờ mình sẽ vô tới phần tướng như cái gì nha. Chú Bất Nghi, chú Huyền, Tôn Cơ hết. Ôi còn Giác Cắt Quả, năm qua Động Bạch X2 này chắc nổ Động Bạch nữa rồi chứ đâu. Chuyện nữa không? Hết rồi không? Mạnh tướng Tàu Phi Hén, Võ Thánh Quang Vũ Phi Thăng. Ồ lộn, Võ Thánh Quang Vũ 13. Ý có Tôn Quyền mảnh luôn nè, 8 mảnh luôn nè, dữ không? Có cả mảnh Tôn Quyền luôn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần thần thú. Thú thì gọi mình không thấy con thú nào gọi là công an hay gì anh em, chắc là
đi theo Mảnh này quá. Mảnh thì đang đi theo công an thiệt, 35-4 là chơi công an là hợp lý rồi. Trận pháp chưa được trận nào luôn ạ. Công 6% và bề 6%. Tiếp theo chúng ta sẽ được thêm 9% HP nếu mà luyện xong toàn thể sẽ được cộng. Cuối cùng mình sẽ đi tới cái phần túi đồ và đá ngọc. Túi đồ đây có đồ tích lỗ không? Ê, gương hạng 1 phe gì lại ngoài cái BK bá cháy của chét lắm anh em ơi. Mới có gương hạng 1 phe mà nhiều như thế đó. Chắc có lẽ khá là mạnh. Đá bằng ngọc thì sát ý thị quyết ngăn xương linh xương ngưng thần. Sao giống giống đá hồi sáng này trời. Giống giống ngoài thị kính hồi sáng dữ kìa. Sát ý thị quyết nè, nhưng khác biệt ở ngăn xương. Ở bên kia hình như xài vô quý nữa thì phải. Vô bảng xếp hạng thì thể biến hình hạng 8, lực chiến đứng hạng 5 rồi, chơi hết được. Bây giờ mình sẽ quýnh 6 ông luôn đi, từ top 1 trở lên tới top 6, xong mình lên tới top 1 quýnh luôn. Rồi mấy con ngạc này thì chắc dài làm dài đường cơ bản là lọc lên em ơi. Con gió thánh quýnh 3 phát trong một lượt thì anh em hiểu rồi chứ. Một phát nhiều rồi, quýnh top 3 luôn thì sao? Trời ơi, Đông Nguyên biết bằng nông hả? Anh em mai túi chung Đông Nguyên bên đó đi. Để bỏ vô quá, gió thách mình vô túi. Thấy khí định nàng nhàng để thú tùm lum mình có thấy đi. Một cái thọ thương. Đôn vẫn là một cái thứ gì đó quyết định. Hai cái thọ thương. Hai thọ thương thì đi đi chứ nói gì nữa. Mạnh thì thôi chứ. Hai thọ thương. Hai thọ thương quýt gió thách này sao đỡ nè. Con đấu quy nó lật vãi cả hồi ra sao mà chơi. Nào BC quýnh như top 2 luôn, tại vì mấy ông này là lật chiến cũng ngang ngang với nhau à. Rồi đấu quyên 4 là chơi tính nói chơi được, nhưng mà nhìn thấy Võ Thánh 2 thấy chưa chắc được. Chưa quyết định nha, chưa quyết định là chơi được nha. Trời ơi, đây nè, lo mà đỡ đây nè, đấu quyên nè, quýnh à đó. Ở đó đam đó nè, coi nè đam nè, đó cỡ đó đam nó đậu xanh. Nhưng không sao, anh em hôm nay còn duy trì được tới lượt 2 lần này, còn duy trì tới lượt 2. Tại ông này không non đây nè, chuẩn bị lượt 2 nè. Vấn đề nằm ở chỗ lượt 2 này, chứ lượt 1 này vẫn quá chỉ là cho mấy nhỏ nó khởi động thôi. Giờ mấy thằng bự mới chính thức xuất hiện nè, bắt đầu mấy thằng bự ra nè, thằng bự thứ nhất nè. Ừ, nó không quýt vô thách mình, mày xong mày con. Kéo. Đó, xóa luôn, rồi, yểm tu la. Chơi mà né. Yểm tu la. Ôi, không có lực anh em, ba cái liên tục luôn mà không chết nổi người ta mà. Gì thì còn gì nuối tiếc nữa đâu. Ê, bên kia nó cũng đâu có mạnh lắm đâu ta, nó vẫn bình thường. Trời ơi, tưởng gì, mấy này là bình thường. Cái này mình thua tốc độ anh em, chứ mình hơn tốc độ là mình sẽ win. Ngon nha. Trời, né không dễ, chơi game né không dễ. Không yếu. Né nữa. Không sao. Chết rồi. Thôi. Rồi xong anh em, động nguyên của người ta là vẫn là cái thứ gì đó vừa phụ mà vừa chính. Nó động nguyên mình đúng theo cái định nghĩa cái từ phụ luôn, không phụ được cái quần què vậy luôn á. Nó chỉ phụ đứng nhìn và là chuẩn bị chết. Ổ nó chết kìa đã. Chưa thua được. Thấu đâu. Không sao, Võ Thánh ghi chết rồi. Win nữa nha, kèo này đặt được đó. Ồ, em theo còn Đỗ Nguyên cười mía rồi gián tiếp với cỡ đó đó. Đó. Cỡ đó đâu mà, nhưng mà kèo này win nha. Kèo này chỉ có thể win thôi, nhưng không được nào đỡ được hết. Cái game này không có đường nào mà bên kia mà nó giết được cái con đô của mình. Quýnh là bị né tránh luôn nè, đam vẫn vô khúc khúc. Thấy không anh em, Đỗ Nguyên không có đồ luôn. Không có đồ luôn mà, thấy nó ảo chưa? Mà gắn đồ vô cỡ nào nữa. Đấy, mình nói gì, Đổng Nguyên không phụ được gì thôi. Xin lỗi anh Đổng Nguyên ạ.
tí tụi mày cái túi tụi bỏ vô luôn. Ê, đam chính canh minh nha. Tôn cơ nước vàng ba luôn nha, hôm nay đầu tư tôn cơ vậy. Thôi xong không mày? Chuẩn bị bỏ nét vừa rồi. Không thôi nữa, kiếm đại đồ liên kết đi chứ chơi con gì, chơi tôn cơ là không thôi dừng lại nước vàng ba được rồi. Con tôn cơ nó ao lâu lắm rồi. Những con tướng mà hot mà gọi là có tác dụng ở trong dương giả chiến thì nó sẽ chơi được lâu, giống như tự thượng thị kính nè, động nguyên nè. Còn mấy con tướng mà chơi trong dương giả chiến mà không thể nào mà xây được cái tem nào luôn á thì những con tướng không thể build luôn, giống như là kiểu một lọc dương nè, nó như một lọc dương đâu khi lưu thực được, là nắp hoa được nha, động bạch được nha. Nhưng mà những con như tôn cơ đồ này kia rồi thôi chịu. Ôi cam đinh lực quá, tôi nhìn thấy là cam đinh này căng hết. Thiếu đam quá này, thiệt quá thiếu đam luôn, nhưng mà thiếu đam bình thường nổ lên. Mày hả bưởi, nghe nói bạn Châu quýnh lâu bạn chắc không chết đâu ha, họ thương liên tục. Thiên La Tản rồi sao nữa, lai tiên lập địa. Nói chung là Châu quýnh lâu cũng chết top 1, nghe nói top 1 cũng mạnh, ít 3 cộng vô, ít 3 cộng vô cũng như không. Rồi cái này mất máu mới đam nó mới ghê này mày, mất máu nè, mất máu là đam mới ghê nè đó. Khi giờ thánh nó còn bày cây nó hơi yếu nhưng mà mất máu rồi nó rất là mạnh, cho nên rất là tập trung vô cái phi thăng 2 là nó vẫn mạnh hơn. Ok thì trên top trên thì vẫn win vẫn thua. Bây giờ xuống top 7 hành nhẹ ông đôn này coi. Trời ơi ông không, ông tử thượng. Thấy tử thượng này view 3 hơi chất lượng nha. Nhưng anh em chuẩn bị may cái túi cho Quang Vũ, nó để tử thượng vô túi kìa. Trời nhẹ nhàng. Đồn này thì đồn chưa. Kích quẹt con ô quăng lên gây, thiên ô quăng lên gây. Đó, 3 phát. Quýt 3 phát liên tục. Phi thân 2 là bên kia khóc rồi, 4 phát luôn kìa. Ồ, 3 phát hay 4 phát ta? Tôi thấy giống 4 phát hơn á. Đôi khi điên điên nó vẫn chi kích bình thường đấy, chi kích nhiều hơn. Cũng giống như đảo quyền vậy đó, là như bạn năm mà thọ thương mà chưa tới lượt nữa, đôi khi nó vô nó quýnh phát một cả chục mười mấy cái không chừng. Rồi con bung lôi ha, chuẩn bị tiếp theo bung lôi nè, bung lôi một cái thứ hai thôi bạn đã chịu không nổi rồi. Ok thì con nghẹt này khá là ok anh em, con nghẹt là BK, là nói chung là top trên top dưới cũng có win có thua lon sàn ngầu nha, nhưng gặp đống win là thua. Vàng này đã nguyên gặp nick bàn 5 là thôi, chứ nick bàn 4 là vẫn còn dậm chân tại chỗ, vẫn còn dậm nó được nha. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye anh em.